Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Hải quan Cao Bằng, số phát sóng tháng 5 năm 2023. Thưa quý vị, vừa qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cục Tài vụ Quản trị, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Cao Bằng đã đến tặng quà cho điểm trường tiểu học Nà Quang, xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa. Đoàn công tác đã trao tặng quà cho 115 em học sinh tại trường, gồm đồ dùng học tập và một số nhu yếu phẩm để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Đồng thời tặng cho nhà trường một bộ máy tính sách tay và máy in màu để phục vụ công tác giảng dạy với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức đối với những em học sinh vùng sâu, vùng xa, động viên thầy và trò nhà trường tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên trong giảng dạy và học tập. Thưa quý vị, trong những năm qua, đứng trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ, Công đoàn ngành Hải quan Cao Bằng đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới, thực hiện đầy đủ chức năng của tổ chức công đoàn về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, qua đó hoàn thành tốt các chỉ tiêu, chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động ở cơ sở. Những năm qua, dưới tác động trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, kinh tế xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân cũng như cán bộ công chức gặp không ít khó khăn, tác động không nhỏ đến hoạt động của Công đoàn cơ sở Cục Hải quan Cao Bằng. Song, với tinh thần quyết tâm và đoàn kết, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Hải quan đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Đảng ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng đề ra chương trình hoạt động phù hợp với tình hình trong từng giai đoạn, tạo được phong trào sôi nổi trong cán bộ, công chức và lao động. Xác định vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục Hải quan đã vận động đoàn viên tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giúp đỡ, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, bệnh tật, khó khăn, hoạn nạn được thực hiện kịp thời. Các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa được đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt là việc đóng góp xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Chương trình Tết Sum Vầy, quỹ mái ấm công đoàn với tổng số tiền quyên góp ủng hộ trên 1 tỷ đồng. Công đoàn Cục Hải quan cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền chăm lo từng bước nâng cao điều kiện sinh hoạt và làm việc của đoàn viên công đoàn. Đặc biệt, những năm gần đây, toàn ngành hải quan đang triển khai nhiều biện pháp để thực hiện cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công chức, viên chức và người lao động ngành hải quan đang nỗ lực thay đổi tư duy, cách thức làm việc, tăng cường học tập, tiếp cận những lĩnh vực chuyên môn mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc trong thời kỳ mới. Cán bộ đoàn viên Công đoàn Cục Hải quan được làm việc trong một môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ. Sự chuyển biến và thay đổi mạnh mẽ này cũng là động lực để kích thích sự phát triển của cá nhân và tổ chức. Chất lượng của đoàn viên của tổ chức công đoàn trong những năm qua đã không ngừng được nâng cao. Cơ cấu tổ chức công đoàn các cấp thường xuyên được kiện toàn, nâng cấp. Hầu hết cán bộ công đoàn các cấp đều được học tập, tập huấn nghiệp vụ hoạt động công đoàn, công tác giới và nữ công, nghiệp vụ thanh tra nhân dân, cập nhật kiến thức pháp luật, chế độ chính sách, tình hình xã hội, đất nước, các kỹ năng mềm cần thiết trong công việc, đời sống. Đặc biệt, những năm gần đây, toàn ngành hải quan đang triển khai nhiều biện pháp để thực hiện cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công chức, viên chức và người lao động ngành hải quan đang nỗ lực thay đổi tư duy, cách thức làm việc, tăng cường học tập, tiếp cận những lĩnh vực chuyên môn mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Và hàng năm thì các chị em cũng đạt được cái danh hiệu là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Và cũng một số chị em thì cũng rất là cố gắng thì cũng đã đạt được cái thành tích là được tặng giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh với cái chuyên đề là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thế thì trong cái thời gian tới thì ban nữ công thì cũng sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao cái chất lượng hoạt động của ban nữ công và cái công tác bình đẳng giới. Thông qua các phong trào thi đua được phát động sôi nổi, đã phát hiện những gương tốt, việc tốt, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào có sức lan tỏa rộng khắp. Hàng năm có 90-95% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc. Công đoàn cơ sở cục đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% các tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc, đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, Công đoàn cơ sở cục
được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua và tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tôi đề nghị ban chấp hành công đoàn khóa mới cần bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, sự đoàn kết, hưởng ứng và ủng hộ của đoàn viên, người lao động để thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, làm tốt công tác đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng, chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Thứ hai, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đồng thời gắn các hoạt động công đoàn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tôi cũng rất mong muốn các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm và ủng hộ đề án nhân sự ban chấp hành khóa mới đã được cấp ủy, đơn vị cũng như là ban thường vụ Liên đoàn tỉnh Cao Bằng phê duyệt. Trong năm 2020-2021 và đầu năm 2022, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Công đoàn cơ sở cục đã tuyên truyền, vận động đoàn viên tích cực tham gia chống dịch, nhiệt tình tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Từ năm 2018-2022, có 204 đoàn viên được cấp cơ sở công nhận sáng kiến, 18 đoàn viên được cấp ngành công nhận sáng kiến. Nhờ làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng cho đoàn viên công đoàn, người lao động của đơn vị đã góp phần giúp ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Cục Hải quan tỉnh đã làm thủ tục cho lượng hàng hóa xuất nhập với tổng kim ngạch trên 7.621 triệu đô la Mỹ. Thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng. Bắt giữ và xử lý 252 vụ vi phạm trị giá trên 4,2 tỷ đồng, đóng góp cho sự phát triển của ngành, địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, khắc phục những hạn chế tồn tại, đoàn viên Công đoàn Cục Hải quan Cao Bằng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động công đoàn ngày một phát triển. Tôi sẽ tiếp tục mấy việc và thực hiện tốt là đầu tiên là vận động cho đoàn viên công đoàn về học tập nghiên cứu và cũng có sự học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn, các cục hải quan bạn. Đấy thì để từ đấy thì các đoàn viên công đoàn cũng có một cái kiến thức để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là kiến nghị đảng ủy là cục trong cái vấn đề chăm lo từ cái bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, rồi tiếp tục là kiến nghị để thực hiện cái môi trường làm việc một cách nó thuận lợi và giúp cho đoàn viên có thể phát huy tốt nhất cái chức năng nhiệm vụ của mình. Với phương châm hành động của Công đoàn cục trong nhiệm kỳ đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển gắn liền với phương châm hành động của toàn ngành chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự ổn định và phát triển bền vững của Cục Hải quan Cao Bằng, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức và hoạt động công đoàn gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đảng, chính quyền, trong sạch, vững mạnh. Đến đây, chuyên mục Hải quan xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.